anh thêm ba ca nước rồi đó. Mà thấy còn nước ở trong anh nấu ít quá. Vừa. Cổ quá con ơi, cổ quá nè, con được không? Được luôn. Bỏ đi. Mình mấy cứu. Vậy cho anh đã, khỏi bắt quạt. Đây cả nhà, hôm nay anh em mình có được con gà nồi cả nhà, gà trống đá. Thì mần mình thu xong rồi, nãy trời mưa quá quay không được. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến nó. Mưa làm xương xương vài ly chứ. Đây anh Hoàng đang đâm. Chào cả nhà. Anh Hoàng đang đâm tỏi với củ hành để ướp nó cả nhà. Hầm xả cả nhà ơi. Mình thui rồi nè. Anh để miếng đường vô nè, hắn ướp luôn là đâm nó không bao giờ ăn. Đúng rồi, lấy anh lấy. Ớt còn là có ớt nè. Cứ giữ luôn rồi. Này nè. Ừ. Sừng luôn. Mưa quá à, cho cả nhà không biết có mưa chỗ mình quá trời mưa lớn luôn, mới vừa tạnh luôn, ngồi nắng nắng cũng nấu chịu không nổi luôn, giờ tới mưa mưa thôi. Ướp về cái bình xào sơn cái xong cái bức cắt xả để vô gà 2kg 9 á. Ừ. Trời mưa mà không quay được. Để vô miếng đồ cả nhà, bột ngọt, hạt nêm. Đường ngồi đi mua thêm. Không phải mượn nhân vậy. Mượn nhân đi chợ cái, đường đâu cần nhiều. Gà này ngọt cũng dữ lắm luôn. Được trái mướp rồi kìa, giờ phải chắc hai giờ phải đi kiếm mới rau má hoặc là gà cải bì xanh chứ ăn có rau đó ngon. Cải thì nhiều khi mình chị mộng có. Ừ. Mượn mày xả đi chợ. Em ơi, em nghe nè, mày đi chợ giùm đi. Mưa quá này không có rau, nay không rau ngoài được, rút trong nhà quay luôn, quay clip cho cả nhà xem luôn. Này ăn cũng ăn trong nhà luôn chứ không ra ngoài vườn được, ra ngoài vườn được thì ngon. Trời này sao cả nhà, mưa quá mưa. Mưa từ hồi 1 2 giờ tới giờ luôn. Quá hầm mà mưa một cái. Tét luôn hả? Giờ anh Quang sẽ xào. Không thì nực quá là làng. Hồi trưa chết luôn cũng được. Để ngồi bơm nước luôn, đây nhét đó luôn. Ngồi vậy là một chỗ chết thì trời gì được. Ngồi rộng dễ. Là 2kg 9 bữa nào mà ăn lắm đuối đó. Rồi giờ mình để cho xăng đi, cái hồi mình để nước cho đúng là hồi này nấu nước dừa ngon nữa nha. Nước dừa ớt, ví dụ nửa nước dừa nửa nước kia nó là ngon, cái nước dừa không có ngọt, nước dừa là nó không có mà có miếng nước dừa thì nó ngon hơn cái vụ nấu nước lã không. Thịt rồi nấu nước xong nó cũng ngọt. Chờ xăng đi rồi nửa tiếng, chờ xăng cái chế nước vô là nấu sôi khoảng nửa tiếng cả. Tại nó dai lắm. Mình bắt đầu anh em dọn ra. Tập tính nữa nè. Ừ. Kêu vẫn gì quá rồi. Ngọc kê.
Rồi chờ nửa tiếng sau dọn ăn. Rồi mời cả nhà nhập tiệc luôn. Bánh múc bún rồi. Đưa cái tổ bún này qua mấy anh kia đi. Dạ ăn bún yếu lắm. Anh ăn hơi gần là yếu không? Yếu hơn là mình bún đi. Mời cả nhà. Sống nó mới ngồi trên đây. Những cái xếp khác thì mời hết rồi. Anh còn gung quá, còn gung nó chưa vô nhiệt ở còn gung. Rồi vô đến bạn vô ly mời cả nhà cái lương xương chiều mưa được cái. Mời cả nhà nha. Xương xương mình miếng cả nhà ấy, cho nó im mình đó. Còn thắng đâu? Thắng đi chưa về. Kẹt bán bởi nè. Mình hát luôn. Mới đẹp đồ rồi. Giờ mới chuẩn bị dành đồ mà. Trời ơi. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, mướp này là chủ yếu là nấu lấy cái nước ngọt thôi à. Ừ. Ăn nổi đâu. Ừ. Mướp già. Thơ, để hỏi hết thơ. Được quá, cái gì được. Đây là thơ. Theo người tiếp vô là mướp quá chứ. Cho chuyện gỗ rau qua đây con. Chút vô ăn. Sống rồi vậy? Rau sống rồi. Quá. Chị qua đây nè, bỏ vô ăn, để cho ăn. Uống đủ rồi, uống được. Để cho nó để cho. Bóc đại đi coi, ăn cái này nó bóc tay mới ngon. Thôi đặt con đợi. Bỏ đi. Hớ rồi con. Bà cho mình lấy cái tô cũng quay rồi. Lấy cái tô rồi, lấy cái tô nước rồi bỏ xuống rồi. Chà còn nấu đó. Dạ, nấu rồi. Nấu rồi sao đó. Cái tô để giá được không? Cái tô để giá, lấy cái giá bự không? Rồi, lấy rồi. Để lấy cái tô đá, cái tô đi. Trời ơi, đủ ít mà, đủ ít bút bè nữa. Không thấy được rồi. Quán mà thấy đủ gì nữa, ngon hay không? Ngọt không? Chăng? Ừ. Bún à? Thôi mút rùa mà. Bún có mới. Hả? Mút rùa. Dạ. Ôi, nó có nổi đâu. Dạ, mút dạ. Mày nhắc à? Thì giờ mình để mút mình cộng. Mới khô rồi mình cộng. Mút này chủ yếu chỉ lấy mút nóng ngọt à. Để không dậy á. Những cái tình hình này, cái giò ăn nổi. Tụ này hủ lạnh của sáu người ta uống đã mà ngọt quá. Đây nè. Dính cơm hả? Ngoài dính vô nè. Dạ. Còn đẩy vô gấp đây dữ vậy. Dạ. Đây là tay dài mà. Không chừng thắng rồi. Còn ngồi ra mình ăn nó thêm mà. Bước này ăn được mình ăn, phải được cái giỏ, còn cái khác nữa chơi mình bỏ. Đốc được nước nha. Người nào tới giờ đi ngành mà tụi nồi. Ừ. Bỏ giờ. Con chú chúc. Rồi vô nè, bữa. Bữa ra cái là tiêu sẵn rồi. Sao không lấy mồi được không? Không lấy mồi được không? Còn ăn chậm cái vụ mà dư tàn tệ chứ không nói. Cái này gì? Vô. Ăn xong chưa? Tiếp nữa uống miếng ly.
bún này không khỏi là được. Chúng ăn bình thường, cái sáng bán bụi, cái bịch này con khỏi trồng luôn nè. Con lươn không có mình đã mò đâu. Nè, phải cũng liệu mớ. Cái này là bằng ớt, rồi thì mình thu mô, khổ. Ngon được ha. Ừ. Bố bệnh là làm gì là ngon nhất. Ừ. Bữa nào ăn mệt mà mệt em qua anh làm bữa không làm. Anh mà bệnh tâm chính rồi. Cái tấy chưa chín gì vậy? Từ từ mới chín. Có dùng mới được. Canh vừa chín mình bóc ăn ghét ăn cũng nhiều quá cả gẹo. Dạ. Thịt ra đi con. Đó, mình ghét thịt ra đây. Tính lộn chưa ai khai đâu hả? Khai đâu hả? Có thêm mới tính lộn nữa nè. Đúng ra tính lộn mà con nhỏ đập để ở đây ngon lắm nè. Mà con nhỏ nha, con bự quá nhìn có lông nhìn ghê á. Để vô nhìn cái nồi lấu thôi. Sắc bao. Con này nó chưa, tôi chưa có thằng khác bao chứ, nó gần. Còn gần bao. Sát lớn, con lộn lớn ha. Lộn lớn. Còn đó, không ai. Dạ nha. Đâu rồi? Ồ, cay quá, ăn mấy miếng ớt cay quá. Gì hết hà mới đã. Em ăn rồi. Đổ hồi vậy đó mới đã. Đầu vô coi ảnh như tắm luôn kìa. Đục lắm. Ảnh làm xong rồi. Khỏe lắm. Ổ ăn gì sao? Dạ. Quá trời rồi. Nghĩa lắm nè. Đây. Em uống như hoàng đó. Anh uống như hoàng vậy giờ em uống với anh ha. Dù. Đường nào anh cũng phải uống nữa. Nó ngồi cái giữa mà. Nãy em thêm nước rồi đó. Em thêm 2-3 ca nước rồi đó. Mà thấy còn nước ở trong anh nấu ít quá. Dừa. Hello Thư. Ừ, anh hai vô cả nhà. Cha con anh hai vô. Ủa mới mới tôi rủ vô mà ta. Anh chén rửa rồi. Quẹo lên cái đường ngay từ mã có đường ra luôn. Vậy là cái này hành xu lắm nha. Cổ quá con ơi, cổ quá nè, con được không? Được luôn. Bỏ đi thôi mày. Trời ơi, cho mình mấy tuôn. Vậy cho anh đã, khỏi bắt quạt. Trời, đã quên kinh quá, không chịu lâu quá kìa. Cho con cái giá. Hoàng cây miếng giấy nè. Thôi, tôi không có ăn mấy ăn. Không có, cái này có một ngàn, còn bên anh ăn. Ở con ăn hết chưa? Không chịu lâu. Đại mình rồi. Mở mắt nhìn cái gì hả? Gì gì gớm gớm hả? Anh mà tôi ăn nhổ lông. Nhổ đưa hả? Có phụ mẹ vô hồi về đưa. Ừ. Thổ thì ăn cô. Là bữa đó người ta nhổ có tối rồi mất. Không có chịu lắm. Nghe được sao? Tỉnh hết rồi. Tỉnh hết rồi. Đó. Tấn thơ gu đi tại rồi đó. Ờ cái tải đó. Mà hở buổi cho năm nghi sao?
Để ngày mai nuôi số rồi. 750 kg thì tân gửi 209. Để ngày mai nuôi giá số rồi. Hôm nay quá không hiểu chịu. Tại vì mà em rồi ai cũng giờ ai cũng muốn ngã ngã kém ngã đũa cả hết trơn rồi đó. Chắc mình xin kết thúc video tại đây các nhà. Chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Chào cả nhà nha. Hãy